lên sóng hai mẫu loa tép chống cháy, hàng chuẩn chất lượng. Loại này 800.000. Loại này 1 triệu. 1 triệu một đôi là củ 350. 800 là củ 250, 500 nhập khẩu xịn. Đây là hai loại tép cực chuẩn xịn nhất bên xưởng bên mình. Phễu này 12 x 12, chiều cao 16 phân, khung gỗ đời mới cực đẹp, dây dài 1 mét rồi. Về đấu đi loa, đi đâm đi cục đẩy. Đây là tép chuẩn chống cháy 100% nhá. 1 triệu một cặp là củ 350, đây là từ 9 con 3,5. 800k đây, cho anh em xem kỹ đằng sau này. Dây thì làm sẵn 1 mét rồi. Anh em về đấu đi loa, đi đâm đi cục đẩy. Đây là một cái loạt tép chuẩn xịn nhất thị trường, chống cháy tốt nhất Việt Nam. Liên hệ với loa tép Phương Minh, kênh YouTube điện tử Phượng Lưu, loa tép Lưu Bắc Cạn. 1 triệu một cặp, 800k một cặp. Hai loại này đều dùng cho các loại âm ly cục đẩy từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Các loại bát từ 20 đến 50 đều dùng ok. Gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. 800k này. 1 triệu này. Chống cháy 100%. Anh em muốn mua được loa chuẩn xịn chống cháy hàng chất lượng cao thì liên hệ với Lưu Bắc Cạn. Bên mình bảo hành 1 năm cho toàn quốc. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269 bao ship. Đây. Anh em hoặc anh em có thể mua hẳn một đôi 1 triệu hoặc là đôi 800 về đều dùng ok. Tép nó không quan trọng vào cơ bát các bạn nhé, bát nào cũng được. 800 này, 1 triệu một đôi. Hai loại này cực VIP các bạn nhé. Ok.